Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Nhà hảo tâm tiết lộ tình hình thật sự của Thương tím sau khi về nhà mới. Ngoại hình hiện tại khiến cộng đồng mạng sững sở. Mạnh Quỳnh tiết lộ tâm nguyện của Phi Nhung về các con nuôi, giải thích lý do không hát với Wendy Phạm nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận phạm tội do nền nang. Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung bất ngờ gửi đơn khiếu nại trước ngày hậu tòa. Khởi tố bắt giam sau đối tượng gian cảnh cướp gần 1 tỷ đồng trước cổng ngân hàng Đắk Lắk. Lấn chiếm 6 hecta đầm thị nại Bình Định, 3 người bị phạt hơn 1 tỷ đồng. Sau đây mời quý vị các bạn đến với phần nội dung chi tiết. Nhà Hảo Tâm tiết lộ tình hình thật sự của Thương Tín sau khi về nhà mới, ngoại hình hiện tại khiến cộng đồng mạng sửng sốt. Thông tin về nghệ sĩ Thương Tín vẫn chiếm sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Sau nhiều ngày im ắng thì mới đây báo chí đã đưa tin về tình hình mới nhất của nam diễn viên biệt động Sài Gòn. Cho đối với phóng viên anh Tòng, nhà Hảo Tâm nhận nuôi Thương Tín tiết lộ đã đưa ông ở về ở nhà mình từ hôm 2 tháng 12 đến nay. Dù vậy mấy ngày qua Thương Tín vẫn về nhà trọ cũ để giải quyết nốt công việc. Tại nhà anh Tòng, Thương Tín có phòng riêng, được tặng xe máy mới vì xe máy cũ bị trộm. Công việc hiện tại của nam diễn viên là giao hàng cho anh Tòng vì gia đình anh bán đồ ăn. Tuy nhiên, mạnh thường quân này cũng chỉ để cho Thương Tín đi một số nơi ở gần, mục đích chính là giúp ông khuây khỏa không bị bi bách. Trong một lần đi giao hàng, Thương Tín còn được khán giả tặng cho 2 triệu đồng thậm chí có người yêu mến cầm mời ông đến dự lễ khai trương sắp tới. Nhiều người nhắn với anh Tòng rằng muốn được thương tín giao đồ để có cơ hội gặp ông. Điều đó cho thấy nam diễn viên hiện tại vẫn được rất nhiều người hâm mộ dành tình cảm cho. Mạnh thường quan tâm sự, việc anh tín đi giao hàng là vừa giao lưu với khán giả, vừa mang lại cho anh thu nhập chính đáng thay vì mang tiếng là xin sỏ thiên hạ. Mong muốn của tôi lúc này là đưa anh về cuộc sống của một người bình thường, có chỗ ở công việc và tự làm việc kiếm sống. Anh Tòng cho biết... Anh Tín đi khập khiễng, răng sún, tóc bạc nên trông tiểu tụy chưa thực tế thì rất khỏe, mạnh thương quân này bật mí sắp tới sẽ đưa đối phương đi cắt tóc và trồng răng mới. Nói với phóng viên, anh Tòng khẳng định mình sẽ có trách nhiệm đến cùng với thương Tín như lời hứa. Những ngày qua anh cố gắng động viên nam diễn viên không nên suy nghĩ quá nhiều đến những thông tin trên mạng xã hội, thay vào đó hãy tập trung và kiếm tiền. Tinh thần của thương Tín đã dần ổn định và vô tư hơn. Mạnh Quỳnh tiết lộ tâm nguyện của Phi Nhung về các con nuôi, giải thích lý do không hát với Wendy Phạm. Sau khi Phi Nhung qua đời, người thân bạn bè vẫn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về nữ ca sĩ. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt liên quan đến giọng ca bông điên điển. Mới đây một số người lan truyền thông tin sắp tới Wendy Phạm sẽ song ca với Mạnh Quỳnh tại một sân khấu của trung tâm hải ngoại. Khán giả tỏ ra rất háo hức mong chờ màn trình diễn của con gái Phi Nhung. Thế nhưng Mạnh Quỳnh vừa qua đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ, Trời, đừng tin mấy tin vịt ấy, làm gì có chuyện Mạnh Quỳnh song ca với Wendy, không có chuyện đó đâu. Cho đổi với phóng viên, Mạnh Quỳnh còn nói thêm, lý do anh không song ca với con gái Phi Nhung, đơn giản bởi cô bé không phải ca sĩ. Đáng chú ý, Mạnh Quỳnh tiết lộ thêm, tâm nguyện của Phi Nhung trước khi qua đời, chuyện này có liên quan đến các con nuôi của nữ ca sĩ. Theo lời giọng ca nhẫn cỏ cho em cho biết, một trung tâm hải ngoại hứa sẽ đưa ba con nuôi của Phi Nhung sang Mỹ để biểu diễn. Mạnh Quỳnh tâm sự, có thể Quỳnh sẽ tham gia với các cháu nếu phía trung tâm cần hỗ trợ từ Quỳnh. Trước đây Phi Nhung và Mạnh Quỳnh vẫn được xem là cặp bài trùng trên sân khấu. Sự ăn ý của họ thuộc dạng hiếm có khó tìm trong làm âm nhạc. Có thể vì vậy mà nhiều khán giả nuôi hy vọng con gái Phi Nhung sẽ thay mẹ xuất hiện trên sân khấu một lần nữa song ca với Mạnh Quỳnh, từ đó phát tán tin đồn vô căn cứ trên. Trên thực tế, Wendy Phạm từng chia sẻ trong một livestream về vấn đề tương tự. Cô cho biết, nhìn giống mẹ, cách suy nghĩ giống mẹ, nhưng hát thì không giống mẹ tí nào đâu. Từ lúc mami mất, giọng con bị bể, khan, biết là mẹ không muốn con đi hát, mẹ lấy giọng Wendy đi theo rồi. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý có trong bản tin, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận phạm tội do nể năng. Ngày 8 tháng 12 sau 2 ngày tạm hoãn, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm tại tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn Sacri gây thất thoát lãng phí, tham mô tài sản nhà nước số tiền lên đến 672 tỷ đồng. Tại tòa cả hai bị cáo vắng mặt vào ngày 6 tháng 12 dẫn đến phiên tòa phải tạm hoãn. Tiếp tục không có mặt, dù vậy, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn quyết định tiếp tục xét xử. Lý do ông Hồ Văn Ngon, nguyên phó tổng giám đốc của Sacri, bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, có đơn xin vắng mặt. Ngoài ra, bị cáo Ngon cũng đã xin bảo lưu tất cả những lời khai trong quá trình điều tra và ủy quyền cho luật sư tham gia tố tụng. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, nguyên trưởng phòng hành chính nhân sự Sacri, bị truy tố tội tham mô tài sản, xin vắng mặt, do đang là F1, tiếp xúc với F0. Bà Mai cũng đồng ý bảo lưu thân lời khai trong quá trình điều tra, nên hội đồng xét xử quyết định vẫn tiếp tục phiên tòa. Bị cáo Lê Tấn Hùng, nguyên tổng giám đốc Sacri, được xác định là chủ mưu của vụ án, với cáo buộc về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản. Theo đại diện của cơ quan công tố, ngoài sai phạm của ông Lê Tấn Hùng và các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên thì có 5 cá nhân khác tại Sacri dù có vai trò thừa hành nhưng đều do chấp hành mệnh lệnh hành chính từ cấp trên do đó các cá nhân này không bàn bạc, không hưởng lợi cơ quan pháp luật không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự nhưng hiện đã bị xử lý kỷ luật nghiêm về đảng, chính quyền tại tòa luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Vĩnh Tuyến đề nghị hội đồng xét xử triệu tập thêm người liên quan để làm rõ vai trò của mình trong vụ án. Bởi vì ông Tuyến thừa nhận việc cho phép chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức là sai, nhưng nguyên nhân chính là do nể nang ông Lê Tấn Hùng, em trai của ông Lê Thành Hải, nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Dù vậy, bản cáo trạng xác định ông Trần Vĩnh Tuyến, khi còn là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã ký quyết định số 6077 ngày 17 tháng 11 năm 2017 chấp thuận cho chuyển nhượng dự án kể trên của Sacri sang tổng công ty Phong Phú. Do quyết định này mà quá trình chuyển nhượng dự án đã gây hậu quả thiệt hại, thất thoát tài sản đặc biệt lớn của nhà nước với số tiền hơn 672 tỷ đồng. Vai trò của ông Trần Trọng Tuấn vào thời điểm đó là giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dù biết dự án không đủ điều kiện được chuyển nhượng nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép chuyển nhượng dự án. Dù sau đó ông Tuấn và các thuộc cấp phát hiện sai phạm đã thực hiện một số thủ tục thu hồi, hủy bỏ quyết định 6077 hủy bỏ hợp đồng và các thủ tục có liên quan. Tuy nhiên, hành vi của ông Tuấn và các bị cáo, nguyên là cán bộ lãnh đạo sở ngành liên quan, đã bị thất thoát khiến số tiền lớn của nhà nước, cũng như ông Trần Vĩnh Tuyến. Ông Tuấn cho rằng quyết định dẫn đến sai phạm của mình do một phần nể nang với Tổng Giám đốc Sakri lúc đó. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 12. Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung bất ngờ gửi đơn khiếu nại trước ngày hầu tòa. Ngày mai mùng 10 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Trung tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hầu tòa cùng tội danh với ông Trung có bị can Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic. Ông Trung có 5 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội tham gia với tư cách là nguyên đơn dân sự. Trước ngày hầu tòa, ông Nguyễn Đức Trung có đơn khiếu nại gửi tranh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đơn, ông Trung cho biết, chưa nói đến việc mua Redoxy 3C là đúng hay sai, nhưng kết quả thử nghiệm ban đầu vào quý 3 năm 2016 và kết quả thực hiện năm 2017, 2018, 2019 phải xác định Redoxy 3C là một sản phẩm công nghệ sinh học phù hợp với thực tế, cho hiệu quả rất cao về kinh tế. Ông Trung cho rằng Việc đưa Redoxy 3C vào sử dụng là một chủ trương đúng, có lợi nhất cho ngân sách nhà nước. Về bản kết luận điều tra, ông Trung đã đọc và thấy nhiều nội dung, một số cá nhân trong đó có võ Tiến Hùng, Nguyễn Trường Giang khai không đúng sự thật. Trong đơn ông Trung còn nhắc đến việc phải đi mổ ung thư phổi tại Pháp từ tối ngày 15 tháng 10 năm 2016 đến mùng 10 tháng 11 năm 2016. Trong khi đó, công ty thoát nước ký hợp đồng mua lô hàng thứ ba vào ngày 31 tháng 10, nên ông đề nghị xem xét lại vai trò của mình trong vụ án. Cuối đơn, cựu chủ tịch Hà Nội cho rằng bản cáo trạng kết luận số tiền thiệt hại với nhiều nội dung khác là không chính xác. Ông đề nghị với tranh án cần trưng cầu giám định lại xem thiệt hại là bao nhiêu. Ông Trung viết trong đơn, kính thưa ông tranh án, tôi mong ông quan tâm chỉ đạo các thẩm phán, xem xét thấu tình đạt lý, khách quan sự việc đã diễn ra. Theo hồ sơ truy tố năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan cải tạo khắc phục ô nhiễm nước sông hồ trên địa bàn bằng cách tìm công nghệ phù hợp. Là người đứng đầu thành phố, ông Nguyễn Đức Trung chỉ đạo miệng ông Nguyễn Tiến Hùng để công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C qua công ty Arctic thay vì nhập khẩu trực tiếp từ công ty Watchwater nước Đức, như chỉ đạo bằng văn bản. Khi công ty Thoát nước Hà Nội chưa ký hợp đồng mua chế phẩm Redoxy 3C của công ty Architect. Ông Trung yêu cầu Võ Tiến Hùng ứng trước tiền của gia đình, chuyển cho bị can Nguyễn Trường Giang 4,6 tỷ đồng. Cáo trạng xác định công ty Architect có vốn điều lệ 5 tỷ đồng do Giang nắm 60% cổ phần, một cá nhân khác 40%. Tuy nhiên, cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay cho bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ của ông Trung. Bởi vậy, công ty này được cơ quan tố tụng xác định là doanh nghiệp của gia đình ông Trung. Từ những chỉ đạo của cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, Công ty Arctic được độc quyền phân phối chế phẩm Redoxy 3C. Từ năm 2016 đến 2019, doanh nghiệp này đã ký 15 hợp đồng, bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho công ty thoát nước Hà Nội. Arctic mua lượng chế phẩm này từ Watchwater với giá 115 tỷ đồng, sau đó bán lại với giá 151 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi 36,1 tỷ đồng. Khởi tố bắt giam 6 đối tượng gian cảnh cướp gần 1 tỷ đồng trước cổng ngân hàng Đắk Lắk. Liên quan đến vụ nhóm đối tượng gian cảnh để thực hiện vụ cướp gần 1 tỷ đồng của một người phụ nữ ngay trước cổng ngân hàng, ngày 9 tháng 12, thông tin từ viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can để điều tra về tội cướp giật tài sản theo quy định tại điều 171 Bộ luật hình sự. Danh tính của các đối tượng gồm Trần Thế Anh sinh năm 1986, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, Nguyễn Thị Thanh Dung sinh năm 1985, trú tại xã Ia Nuôn, huyện Buôn Đôn, Nguyễn Văn Hùng sinh năm 97, trú xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, Vương Văn Quân sinh năm 1995, trú tại xã Ia Hiao, huyện Ia Hờ Leo, Văn Ngọc Thành Đạt sinh năm 2000, trú tại xã Ia Tiêu, huyện Cư Quyên và Phan Thị Vực, sinh năm 1992, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắc Mêu, tỉnh Đắk Nông. Trước đó, do bị nợ xấu, không vay được tiền từ ngân hàng, nên chị Dương Thị G, sinh năm 86, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắc Mưu, tỉnh Đắk Nông, đã nhờ Trần Thế Anh đứng tên chủ sở hữu một lô đất để làm thủ tục vay một tỷ đồng tại ngân hàng VP Bank. Chị G hứa sẽ trả cho Thế Anh 60 triệu đồng sau khi xong việc. Thế Anh sau đó đã kể lại câu chuyện cho các đối tượng còn lại nghe. Các đối tượng sau đó đã dựng lên màn kịch để chiếm đoạt số tiền trên. Theo đó, cả nhóm đã bản bạc thống nhất, viết khống giấy vay tiền với nội dung thể hiện Thế Anh vay của Phan Thị Vực số tiền 1,35 tỷ đồng. Với tờ giấy vay tiền khống này, các đối tượng dự định khi ngân hàng giải ngân cho Thế Anh xong và chị G cầm tiền ra khỏi ngân hàng, nhóm này sẽ dàn dựng cảnh gặp Thế Anh đòi nợ, sau đó lợi dụng tình huống lộn xộn để cướp giật số tiền của chị G. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11, khi mà chị G cầm 1 tỷ đồng và lấy 60 triệu đồng trả cho một người khác rồi bước ra cửa ngân hàng thì bị nhóm đối tượng này áp sát, gian cảnh, cướp giật 940 triệu đồng. Cướp thành công số tiền, các đối tượng đã tự chia cho nhau một ít để tiêu xài. Còn lại 890 triệu đồng, các đối tượng đã chuyển vào tài khoản ngân hàng khác để tránh bị công an phát hiện nhằm chiếm đoạt bằng được số tiền của chị Giang. Hiện công an thành phố Bô Ma Thuột đã truy thu được toàn bộ số tiền 940 triệu đồng của chị Giang và đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý sau đối tượng này theo quy định của pháp luật. Lấn chiếm 6 hecta đầm thị nại Bình Định, 3 người bị phạt hơn 1 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định xác nhận Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các ông Trần Minh Thọ, Hồ Ngọc Quang, Dương Chín cùng ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn. Theo đó, mỗi người bị xử phạt số tiền 350 triệu đồng. Ngoài ra, quyết định xử phạt hành chính còn buộc các cá nhân trên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất mặt nước trước khi vi phạm như nhổ cọc tre, thu dọn lưới và tất cả vật liệu khác có liên quan trên phần diện tích đã chiếm dụng. Theo các biên bản vi phạm hành chính do Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn xác lập vào ngày 8 tháng 11 năm 2021, ông Thọ và ông Quang lấn chiếm tổng cộng 3 hectare, và còn ông Chín lấn chiếm 3 hecta diện tích đất mặt nước đầm thị nại thuộc loại đất có mặt nước chuyên dùng, nhóm đất phi nông nghiệp để cắm cọc, quây lưới, bao nuôi thủy sản trái phép. Dù Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn đã lập biên bản vi phạm, phối hợp với các hội đoàn thể vận động, nhưng ba người này không tháo rỡ các công trình vi phạm. Đại diện lãnh đạo xã Phước Sơn cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan yêu cầu các cá nhân vi phạm thực hiện theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới của chúng tôi để đội ngũ có thể kịp thời trả lời quý vị. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức 24h TV.